Kính chào quý thính giả đã đến với chương trình Luận Đàm Thời Sự trong tuần lễ đầu tiên của năm 2018. Nhân dịp đầu năm dương lịch thì thay mặt cho toàn thể chương trình xin kính chúc quý khán thính giả và gia đình, các bạn bè được một năm mới thật mình nhiều sức khỏe và có nhiều niềm vui trong năm 2018 này. Chúng ta ngày hôm nay trong panel như thường lệ có sự có mặt của tiến sĩ Lê Minh Nguyên, dược sĩ Phạm Khắc Khiêm và tiến sĩ Đinh Xuân Quân. Chào chú Khiêm, trở lại với chương trình đầu năm 2018. Thì trong hai ngày vừa rồi, hai ngày đầu tiên của năm 2018 thì có một cái biến cố mà nó sôi động nhất ở Washington hiện giờ là cuốn sách với cái tựa đề là Fire and Fury vừa mới được công bố và sẽ được xuất bản trong tuần tới này. Đây là cái cuốn sách đầu tiên kể là câu chuyện của bên trong Tòa Bạch Ốc kể từ ngày Tổng thống Trump nhậm chức và kể cả cái thời gian khoảng chừng nửa năm trước ngày bầu cử. Anh Nguyên đã có theo dõi sơ qua cái cuốn sách này không và tại sao nó lại gây cái sôi nổi như vậy? Kính thưa quý vị, thì qua cái tin tức mấy hôm nay thì tương đối là sôi nổi, là vì cuốn sách này là ông ký giả mà nổi tiếng của New York Times, mà ông này ông đã coi như là ông phỏng vấn cả 200 người trong thời gian 18 tháng qua. Và chúng ta thấy rằng là nhất là trong cuốn sách này đưa ra những điểm rất là gọi là nó gọi đúng là fire fury, lửa và thịnh nộ, thì chính yếu là những cái gì ông Bannon ông nói. Ví dụ như ông Bannon đó là người đã là chiến lược gia của ông Trump, là ông là người ở trong nội bộ của ông Trump xuất phát ra, nhưng mà bây giờ ông á với ông Trump là đụng nhau rất là nặng nề. Ông Trump nói ông Bannon là điên rồi, còn ông Bannon thì nói ông Trump là để cho đứa con trai họp với bên phía Nga ở cái tầng lầu thứ 25, tầng lầu thứ 25 của cái Trump Tower là một cái hành động phản quốc, mà ông không loại trừ trường hợp là họp xong còn dẫn cái phái đoàn của Nga lên cái tầng thứ 26 là chỗ ông Trump ngồi để gặp ông Trump nữa. Thì đó là những cái mà nếu mà nó có chứng cứ như vậy thì nó rất là kẹt cho ông Tổng thống Trump. Thì trong cái vấn đề này rồi là ông ký giả Wap và ông muốn đưa ra những cái nội tình của cái administration của ông Trump là từ ngày nhậm chức tới bây giờ, đó ở bên trong nó có những cái mà nó rất là khủng hoảng và một cái gọi là scandal. Và cái mặt ngoài thì thấy có vẻ là giống như cái medal nào cũng có cái mặt trái. Thì bây giờ đó là ngoài cái mặt mà gọi là ca tụng mà thành công là đắc cử này đó, vì sau lưng là những cái mặt trái, mà cái mặt trái nó hoàn toàn nó lại trái ngược. Là do đó mà chúng ta thấy là cái khi mà xì ra cái này thì nó rất là bất lợi cho ông Trump. Thành ra sáng nay thì ông Trump gần như là luật sư của bên phía ông Trump mới nói là không để cho nhà xuất bản cũng như là tác giả để mà phát hành cái cuốn sách này, bởi vì lý do là có những cái sự tranh tụng pháp lý, thành ra không được xuất hành. Gần như là bên phía ông Trump không muốn cuốn sách này xuất hiện ra ngoài. Nhưng mà qua cái chuyện này thì cái nhận định của tôi như thế này. Thứ nhất là cho thấy rằng là ông Bannon và ông Trump bây giờ là thay vì đồng minh thì đấu chọi nhau. Mà từ lúc mà ông Roy Moore mà thất bại ở Alabama đó, mà chính là cái người mà vận động dữ dội cho ông Roy Moore là ông Bannon, và cái người thứ hai là ông Trump. Và khi mà ông Roy Moore mà thất bại đó, thì ông Trump mới quay lưng liền. Ông quay lưng là đó, ông nói ông biết là thất bại rồi, là ông quay lưng. Và ông Bannon là ổng bị coi như một cái thất bại đau đớn, là bởi vì cái chiến lược của ông Bannon là ổng muốn thay đổi trong cái cuộc bầu cử năm nay 2018 này, là primary, tức là bầu cử trong nội bộ đảng, là ổng muốn thay đổi cái thành phần mà truyền thống, cộng hòa truyền thống bằng những cái thành phần cực hữu của ông ta. Nhưng mà thất bại của Roy Moore cho thấy là nó là một cái chuyện đó sẽ không thành công được. Ông Trump thì ông xây lưng, cái điểm mà tôi muốn nói là cái cánh mà gọi là cực bảo thủ của ông Bannon là
ông Biden ở dưới ông là có một cái base rất là lớn, thì cái bay đó là đi theo ông Biden, và cái bay đó là ông Trump ông bị lỡ cái bay đó, là ta coi là cái bay của ông Trump bây giờ bị mất cái thành phần của bên phía ông Biden, bị lụng mất cái phần đó. À, trước khi nhận xét sao về cái nguyên nhân với cái hậu quả của cuốn sách này, tôi là nhìn vấn đề một cách khác hơn ở cái chỗ này. Cái điều thứ nhất ấy, chúng ta biết là ông Biden ấy, ông là một cái người hơi quá khích và đã ở trong cái ban vận động cho Tổng thống Trump trong kỳ vừa rồi. Thành ra trong suốt thời gian mà ông ấy làm ngồi bên cạnh ông Tổng thống Trump đó, thì ông ấy làm cho Tổng thống Trump gặp rất nhiều những cái khó khăn, bởi vì chương trình của ông Biden ấy, là chương trình mà nó hơi quá trớn quá khích, cho nên ông Biden bắt buộc phải đi ra khỏi cái nội các, cái văn phòng của ông Trump để cho ông Trump có thể dễ dàng nói với các với lại những đối thủ của ông ấy là tương đối đó. Bây giờ ông hòa dịu hơn chứ không quá khích như là ông Biden. Đó là cái điểm mà chúng ta phải nhìn thấy. Bây giờ cái việc mà ông Biden ấy tố cáo tấn công ông Tổng thống Donald Trump, cái này nó có nhằm nhiều cái mục đích lắm. Cái mục đích thứ nhất ấy, là để giải tỏa cho người ta thấy rõ ràng là ông ấy bị đang nghĩa là tức giận trong cái thời gian trước bởi vì mất một tự ái. Nhưng mà khi mà ông về đó thì chắc chắn là ông sẽ trở lại cái vai trò của ông ấy, là vẫn vận động trong cái vai trò của ông ấy. Và khi mà ông ngồi ở trong đó một thời gian đó, thì chúng ta nghĩ rõ một điều là có thể ông có những cái mối liên hệ nào đó với Tổng thống hoặc là với những cái người ở trong cái văn phòng Tổng thống. Cho nên nếu bây giờ chẳng hạn ông làm cố vấn cho một cái nhóm nào đó hay một cái gì đó, mà nếu cái đó mà ông vẫn chứng tỏ là có vẻ thân thiện với lại cái nhóm của Tổng thống đó, thì chắc chắn là ông sẽ bị xung đột quyền lợi. Thành ra có thể trong tương lai ông giữ một vai trò nào đó, cái vai trò đó có thể giống như mình gọi là lobby đằng sau mà không bị mang tiếng là đụng chạm quyền lợi. Cho nên tôi nghĩ rằng có thể có vấn đề đó đối với ông Biden nếu ông dự ông làm cái công việc đó, thưa anh. Và giữa hai người thì ông Biden là người gây ra chuyện trước phải không ạ? Ông đi kể chuyện nội bộ trong bài hàng. Tôi có một số nhận xét này. Cái đầu tiên đó, khi nào đắc cử đó hay là thành công đó thì tất cả là về ông Tổng thống hết. Ví dụ khi Bắc Hàn và Nam Hàn nói chuyện đó thì ông cũng nói nhờ ông làm thì Bắc Hàn và Nam Hàn mới nói chuyện với nhau. Đối với tôi, và khi nào đó ngược lại, khi nào không thành công ông quay lại ngay lập tức. Cái trường hợp như là anh Nguyên nói về ông Roy Moore. Mình phải trở lại một chút để cho khán thính giả hiểu. Trước khi mà ông Roy Moore ra tranh cử đó, thì primary đó, thì ông Tổng thống Trump ủng hộ một ông, nghĩa là ứng cử viên khác. Đó. Lúc đó là thượng nghị sĩ đương nhiệm. Cho nên Tổng thống thì thường thì bắt buộc phải ứng cử, phải ủng hộ người đương nhiệm. Nhưng mà nghĩa là nói chung đó thì ông Tổng thống là ổng là đứng đầu. Nói chung là Tổng thống mà Cộng hòa thì tự nhiên là ổng sẽ phải hướng về nhiều hơn. Trong khi ông Biden thì là ổng muốn thay đổi cả một cái nghĩa là guồng máy của bên đảng Cộng hòa. Thì vì vậy mà Dược sĩ Khiêm nói là ổng hơi quá khích một chút đó, thì mà ổng thua thì lẽ nhiên thì mình có nhiều cách mình làm, nhưng cần gì phải nói là tao đã bảo mi mà mi nói vậy không có được, nó làm trật. Thì nghĩa là cái chuyện đó thì mình thấy là nó hơi, đối với tôi thì tôi thấy là nhất là đối với những cái người Á Châu của chúng ta, những cái value của chúng ta, thì mình thấy nó hơi kỳ cục một chút. Tại sao mà phải như vậy? Dạ, xin quý khán giả tiếp tục theo dõi, chúng tôi sẽ trở lại với tác phẩm mới này trong phần kế tiếp của chương trình.